Thì mình nhận được một cái tổ kiến này của một người em rất là dễ thương. Cái dòng kiến này tên tiếng Việt của nó còn gọi là kiến thợ gặt các bạn nha. Thì mình đây là cái dòng kiến ăn hạt. Đây bạn nó rất là kỹ lưỡng ha, dán cái hộp hạt vô đây luôn nè. Khui nha bạn, khui nha. Đây một cái ống nghiệm. À, quá đã luôn. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn. Thứ nhất là vừa nhận được món quà của một người anh em bên kiến nữa ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng unbox với các bạn luôn. Sẵn giới thiệu với các bạn cái góc làm việc mới của mình ha. Có Nam Ngô Farm, có Nam Non Đê. Đó, có thương hiệu VIP đã phục vụ anh em bò sát, iguana, rùa cạn cũng 6 năm nay rồi. Đó, có chai xịt trị nấm và dưỡng da rồi luôn. Trên đây có những cái mô hình của những bé iguana rất là dễ thương luôn ha. Có zombie. Hay zombie. Có top lu, có sọc đàng hoàng nha anh em. Torin. Toret. Mặt baby cute. Này là To Albino. Có sọc ha. Còn này là Tobago K. Còn có gọi là Zebra ha, giống như ngựa vằn. Này là dòng Tobago thuần chủng. Rất là ngầu. Rất là đẹp. Ok, khoe khoe chút đỉnh vậy thôi. Giờ vô cái này với là chủ đề chính ha. Thì mình nhận được một cái tổ kiến này của một người em rất là dễ thương. Thì em nó cũng muốn mình giới thiệu lên cho mọi người review lại. Thì dòng kiến này là dòng gì? Messer Barbarus. À, tương đối là dễ đọc so với dòng kiến khác. Thì dòng kiến này tên tiếng Việt của nó còn gọi là kiến thợ gặt các bạn nha. Thì mình đây là cái dòng kiến ăn hạt. Thì đây cũng là cái lần đầu tiên mà mình sở hữu một cái dòng kiến ăn hạt luôn. Đó. Cho nên là cũng có nhiều điều để chia sẻ, nhưng mà cũng trên những cái thông tin mà mình đã research trước thì mình chia sẻ với các bạn thôi, chứ mình cũng chưa có giây phút nào được trải nghiệm với nó. Thậm chí là để dành khui cho với chung với các bạn luôn á, chứ mình cũng chưa khui trước nữa. Rất là thích luôn, anh em bên côn trùng phải nói là quá nhiệt tâm luôn, tuyệt vời luôn. Nói chung là các bạn đang cũng muốn nhiều người biết hơn về cái đam mê của mình thì bản thân mình cũng vậy. Đó. Thì khi mà chia sẻ những cái thông tin này thì cũng rất là nhiều được sự đón nhận của mọi người ha. Thì mình cũng muốn là phong trào nó sẽ phát triển. Dòng kiến này cũng hấp dẫn các bạn. Mình bữa mình cũng nói là mình cũng chưa có cái dòng kiến ăn hạt nào, toàn là kiến ăn ăn thịt không à. Đó, cho nên là hôm nay là cũng có sở hữu liền luôn. Cắn ra dính miếng băng keo luôn. Wow, có cho hạt luôn nè. Mỗi lần mình review là mấy cái băng keo nó hay phản mình, các bạn hay kiếm chuyện kiếm mối mà nó lột hoài lộn ra luôn á. Ok. Đây bạn nó rất là kỹ lưỡng ha, dán cái hộp hạt vô đây luôn nè. Đây, đây là thức ăn của nó, hạt. Đây là em nó. Rồi, tạm thời tôi bay xuống đây để cho nó đẹp màn hình. Khui nha bạn, khui nha. Anh em cho like để mình khui cho nó rất sớm nha anh em ơi. Đây mà đang coi livestream ơi. À, một cái ống nghiệm. À, quá đã luôn. Này về rồi mình. Ồ, có ấu nè, có ấu nè. Ấu nè. Đang tha hạt đi. Hạt để ở đây mình thấy có hạt kê, hạt đồ, hạt ha. Ồ, nhìn vô là thấy rõ con queen luôn.
khuyên to gấp là nhiều lần so với lại những tụ quật cơ khác, cho nên là nhìn rất là rõ ràng ha anh em nha. Đây. Rồi ok, chúng ta cùng nhau để mình để đây cho các bạn cùng ngắm. Giờ chúng ta chia sẻ một chút xíu về cái dòng này ha các bạn ha. Thì vẫn như thường lệ, mình là một newbie của cái bộ môn này, bộ môn kiến, bộ môn côn trùng này. Cho nên là gọi là sao? Gọi là mình cũng là với vai trò là một người đam mê và tìm hiểu ha, và có những cái thông tin mình chia sẻ ở trên mạng, những thông tin mình chia sẻ ở đây là những cái mà mình thu thập được từ trên mạng, rồi những cái group nước ngoài cũng như là những anh em mà chơi trước. Thì trong quá trình tổng hợp thì có những cái hiểu lầm này nọ, thì những anh em mà biết á có thể giúp mình chỉnh sửa lại nha. Cảm ơn rất là nhiều. Thì những lần trước mình chia sẻ cũng có bạn nói anh Nam anh hiểu lầm chỗ này, anh hiểu lầm chỗ kia, rồi các bạn sửa lại cho mình. Thì rất là cảm ơn các bạn luôn nha. Thì ok, cái kiến này á có tên tiếng Anh á là Messer Barbarus ha, tên tiếng Việt của nó là kiến thợ gặt. Thì con này chính là cái tác nhân mà gây ra cái việc mà thất thoát cái vấn đề hạt giống các bạn, là từ 50-100% luôn. Có nghĩa là các bạn thấy là nó ăn hạt, cho nên là nó sẽ tha hạt giống về tổ của nó ha. Đây là cái dòng kiến núi và được tìm thấy nhiều ở các rừng lá kim. Lá kim là loại cây giống như cây thông rồi các bạn, cây thông đồ này nọ đó, thường nó sống ở khu vực nó mát mẻ. Thì nó được tìm thấy nhiều, cái nguồn gốc của nó là được tìm thấy nhiều ở cái phía nam của châu Âu và phía bắc của châu Phi. Đó, và nó có một cái đặc tính, có nghĩa là dự trữ lương thực. Đó, nó có lưu trữ hạt giống ở trong cái nét của nó. Nó trong cái nét của nó sẽ có một tạo ra một cái khoang riêng. Thì giống như là cái kho luôn. Thông minh các bạn ha, rất là thông minh. Trong cái nét của mình thì có một cái khu vực giống như cái nhà kho để giữ cái dạng, cái lượng hạt ở trong đó. Và trong cái buồng mà dự trữ lương thực đó thì cái độ ẩm của nó là nó cũng thấp hơn so với những cái buồng khác. Cái nguyên nhân của cái việc mà cái độ ẩm nó thấp hơn như thế này á, là do để nó dự trữ hạt, không bị nấm mốc, không bị nảy mầm, nói chung là để bảo quản cho nó tốt đó. Thì có thể là theo mình nghĩ là khi nó đào hang xuống dưới thì tự động nó sẽ đi tìm cái vị trí nào mà ít cái độ ẩm nhất, thì nó sẽ coi như là xác định đây là kho của nó. Thì cũng rất là hay, tụi kiến rất là thông minh các bạn. Thì cũng nhiều người từ lúc mình chơi kiến rồi mình bạn bè anh em tới nhà chơi, rồi mình cũng giới thiệu với nó cho các người bạn mình biết, mình nói là tụi kiến này nó biết ăn, xong rồi nó biết có cái buồng dọn rác, nó tập trung ở chỗ đó này nọ thứ. Thì rất là nhiều người bất ngờ về cái độ thông minh cũng như là cái tính tổ chức của kiến hả. Thì mình cũng dụ được mấy tay mấy tay vô nghề hả. Thì đó, nó là một cái loài mà nó biết lưu trữ những cái hạt này trong cái, nó có cái buồng lưu trữ trong cái nét của nó các bạn ha. Thì tụi này nó là cái loại đa hình. Đa hình tại sao gọi là đa hình? Thì theo mình đọc đó, đa hình tức là cái con worker á, nó có nhiều size khác nhau ha, chứ nó không phải là nó chỉ có một size. Dù như ở đây chúng ta thấy nè, nó có những con nhỏ xíu như là con kiến hôi mình, rồi kích thước nó to dần lên đó. Thì cái kích thước của cái tụi worker này nó dao động từ 3 mm cho tới 14 mm, cái gọi là cái biên độ rất là rộng ha, từ 3 mm là có chút xíu tới 14 mm là bự hơn, coi như là gấp 4 lần hơn, gần 5 lần luôn. Và có khi nó bằng cả con queen luôn các bạn, to cỡ này nè. Còn đối với con queen đó, thì nó sẽ dao động từ 14 cho tới 17 mm. Và có một điều rất là thú vị, rất là đặc biệt mà ở góc nhìn nào đó thì nó dễ thương. Thì cái dòng kiến này theo các nhà nghiên cứu á, thì nó là một loài kiến rất là hậu đậu. Nó lý do tại sao gọi nó là hậu đậu, vụng về, là tiếu lắm, là nó leo cây nó hay bị té các bạn. Nó bò lên cây mà cũng bị té nữa. Thì đây là điều dễ thương của nó, và nó cũng dễ được tìm thấy do cái tính hậu đậu của nó. Và có một điều đặc biệt á, là cái con worker á, cái đầu của nó rất là to. Thì ở đây qua cái hình ảnh trên này có thể là anh em sẽ không có thấy rõ được, nhưng mà anh em có thể lên mạng anh em tra cứu cái hình ảnh thì sẽ thấy là con kiến này, nó con worker nó có cái đầu rất là to. Và cái mục tiêu của cái đầu to đó, cái mục đích của nó đó là nó để đập bể những cái hạt ra khi nó ăn. Cũng hay, nói chung là thiên nhiên cấu tạo cho nó cái môi trường sống như vậy, ăn uống như vậy, và cái cung cấp
cung cấp cho nó những cái công cụ để nó có thể sử dụng cái nguồn thức ăn đó ha, đó là cái đầu của nó để nó đập bể ra. Công nhận cũng bạo ha, giờ kiếm đồ ăn lấy đầu đập đồ ăn đập ra mới có đồ ăn, cũng hơi mệt nè. Thì cái dòng Messer Barbaros này nó là dòng monogene ha, tức là nó chỉ có một queen duy nhất thôi. Hôm bữa mình giới thiệu mấy dòng kia thì mình đọc trên mạng thì nó người ta cũng nói nó là monogene, tuy nhiên là cũng có bạn đã có kinh nghiệm đã nuôi cái dòng đó rồi thì bạn nói cái dòng này nó nhiều queen được anh Nam ơi. Thì ở đây cũng vậy, mình đọc ở trên mạng thì mình thấy tụi này là monogene, tức là một vợ, tức là một queen thôi đó. Và nó có thể sống tốt ở cái nhiệt độ phòng rơi vào tầm khoảng 21 tới 26 độ. Thì cái này nhiệt độ phòng này chắc phòng ở châu Âu quá, chứ còn phòng ở Việt Nam giờ này nhiệt độ phòng là 33 độ, rất là nóng luôn. Thì mình nghĩ cái tụi này nó cũng thích hợp để cho nó vô cái tủ mát của mình, vô cái tủ mát của tụi kiến mình đang ở. Thì cái lồng kiến đó mình đang set up nó ở từ 23 tới 26 độ, cho nên là tụi này chắc cũng phù hợp ở trong đó ha. Và nếu mà lạnh hơn nữa là nó không khoái nha các bạn, tụi này mà lạnh hơn 21 độ là nó không khoái. Và khi mà cái nhiệt độ ở trong cái nét á mà nó cao á, có nghĩa là nó nóng hơn á, thì cái tụi juven á nó sẽ trưởng thành nhanh hơn. Cái tụi mà juven là tụi mà giống như vị thành niên á, nó sẽ trưởng thành nhanh hơn là cái nhiệt độ mát. Và cái độ ẩm ở trong cái nét của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 50-60%. Đó. Và trong cái buồng mà giữ cái hạt của nó đó thì nó dao động đâu có 10% thôi. Cái độ ẩm mình đang nói, cái độ ẩm á thì nó phải khô như vậy nó mới bảo quản được cái hạt nó lâu được nha. Thức ăn của tụi này á thì mặc dù nó là dòng kiến ăn hạt nhưng mà mình vẫn chưa có hiểu, cái này là mình đọc trên mạng thôi. Thì nó nói là đối với thức ăn á, thì nó sẽ dùng đường cho những tụi worker, nó sẽ ăn đường. Còn đối với con queen á thì nó sẽ tiêu thụ rất là nhiều protein cho con queen. Thì protein thì chúng ta nghe chúng ta thấy tự nghĩ là nó là từ động vật, nó ăn rồi đúng không? Nhưng mà cái dòng kiến này là dòng kiến ăn hạt. Nhưng mà cái thông tin mình tìm thấy là tụi queen nó cần rất là nhiều protein để nó sinh sản ra trứng. Đó. Nhưng mà bên dưới, ngay dưới đó nó cũng có một cái thông tin nữa. Thì là mặc dù là con queen nó cần protein nhưng mà không như những cái dòng kiến khác thì nó vẫn có thể sống tốt khi mà nó ăn hạt. Có nghĩa là con queen này nó cần đạm, nhưng mà khi không có đạm thì nó vẫn có thể sống tốt với lại cái nguồn thức ăn thực vật này, đó là những cái hạt này. Đó. Và một điều cần cái lưu ý nữa là cái dòng kiến này nó có trải qua cái giai đoạn ngủ đông nha anh em. Ngủ đông. Và cái thời điểm này nó rơi vào từ khoảng tháng 10 cho tới tháng 3. Ở ngoài 10 tháng 3 là đúng rồi, nó đầu vô mùa đông là ngủ đông á. Tháng 10 là đầu lạnh. Ở bên nước ngoài thôi chứ Việt Nam mình thì vẫn nóng. Nhưng mà nó vẫn là một cái mùa đông. Và trong cái quá trình ngủ đông này á thì con queen nó sẽ hoàn toàn nghỉ ngơi và không có sinh sản bất kỳ một cái trứng nào hết. Đó. Và trong cái quá trình ngủ đông này á, chúng ta phải set up cho nó ở cái nhiệt độ là 15 độ. Đó. Thấy cũng hơi khó chịu ha, nếu mà 15 độ rồi chắc phải vô tủ lạnh luôn rồi quá. Đó, rất là khó chịu. Thì từ những cái yếu tố đó thì người ta đánh giá cái dòng này là một cái dòng khó nuôi chứ không phải là dễ nuôi ha. Thì trong quá trình mình research thông tin thì mình thấy cái điều kiện của nó cũng hơi phức tạp á, nhất là ở cái khí hậu Việt Nam mình. Cái độ ẩm thì dễ nè, 50-60% cái độ ẩm thì quá dễ, tại vì cái nhiệt độ bình thường của Việt Nam mình nó cũng cái độ ẩm bình thường ở ngoài không khí của Việt Nam mình nó cũng rơi vào tầm đó rồi. Nhưng mà có cái độ ẩm là do Việt Nam mình nó nóng quá và nó yêu cầu cái nhiệt độ mà bình thường á rơi vào tầm 21 tới 26 độ, mà trong cái giai đoạn mà nó ngủ đông á thì nó còn xuống 15 độ nữa, thì cái này hơi khó chịu, cái này phải bỏ tủ mát. Và cái theo như những người chơi mà người ta nghiên cứu lâu rồi đó, có kinh nghiệm rồi đó, thì cái vật liệu tốt nhất để cho làm những cái nét của tụi này á là chất liệu y tông ha. Y tông thì nó cũng khá là phổ biến trong cái việc mà làm nét. Sẵn nói qua về cái tủ mát thì hôm bữa mình có làm một cái tủ mát để mình cho cái đàn kiến mình vô để cho nó sống, cho nó thoải mái, cho nó khỏe khoắn, cho nó happy rồi này nọ. Thì quay lên YouTube thì cũng có bạn nói là tôi chưa thấy
hình như là dùng từ là thằng này thằng kia luôn thì phải á, không á, nhưng mà coi chuyện nó chưa thấy cái ông nào mà chơi kiếm mà mau mè như ông này, đại loại là vậy. Nhưng mà không biết là bạn nghĩ sao, chứ còn khi mà chúng ta tạo một cái môi trường sống cho một cái loài vật nào đó thì chúng ta nên cố gắng tìm hiểu và tạo một cái môi trường tốt nhất cho nó. Nó đang sống ở cái môi trường đó mát mẻ như vậy thì mình với vai trò mình nói là mình một người nuôi động vật đi, một người nuôi động vật thì cái điều cơ bản là chúng ta phải cung cấp cho nó cái điều kiện sống để cho nó cảm thấy happy và thoải mái nhất. Cho nên là cái việc mình bỏ tiền, đầu tư tiền, tìm hiểu để mình làm ra một cái môi trường sống tốt cho cái con vật mình đang nuôi thì mình nghĩ đó là điều rất là hợp lý và rất là cần thiết luôn. Thì có như vậy á, con vật nó mới thể hiện được hết cái tính cách của nó, cái hành vi của nó, thì chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều hơn với bé nó, mình sẽ làm cho nó happy hết. Giống như nuôi con igu này cũng vậy các bạn. Có rất là nhiều người nuôi những cái chuồng rất là nhỏ thì nó sẽ không show hết được cái nét đẹp của các bạn cho nó thấy đâu, của nó cho các bạn thấy đâu, nó không có ngầu lên được tại vì cái môi trường nó nhỏ quá, mình đang ví dụ thôi. Thì nó vẫn sống á, nó vẫn sống, nó vẫn này vẫn kia, nhưng mà nó sẽ không bung lụa hết cái nét đẹp, cái tố chất của nó đâu. Các bạn nuôi chuồng cho thứ nhất ít ra là cũng phải gấp đôi cái chiều dài của nó thì nó mới có khả năng nó quay chuyển, rồi nó sẽ tự tin, nó bung đồ này nọ thứ, hoặc thậm chí là phải to hơn nữa. Các bạn sẽ thấy được khi mà nè, mình nói ví dụ nha, ví dụ đây là cái chuồng igu ha. Sorry anh em, lái qua bên igu chút xíu, tại vì cái con kiến này á là mình mới sở hữu, mình chưa có trải nghiệm với nó, mình cũng không biết chia sẻ gì nhiều, và giờ nó đang nằm trong ống nghiệm ở đây thì tất cả những cái thông tin mà mình research nãy giờ là mình chia sẻ với anh em rồi, thì anh em có thể coi lại rồi có thể bổ sung giùm mình. Thank you anh em. Giờ nói con igu, giống như con igu á, các bạn nuôi nó trong một cái chuồng vậy nè thì nó chỉ có quay tới quay lui cho anh em coi thôi, mà nó cũng không có dựng đứng gai đâu, nó rất là xìu. Nhưng mà nếu mà anh em nuôi nó trong cái chuồng nó coi như là cỡ này đi, anh em sẽ thấy nó đi, nó sàn kè, nó quay đầu, nó gồng người lên, nó sàn, anh em mới thấy được hết cái tố chất, cái ngầu của nó. Cái bước đi của con igu nó rất là ngầu, anh em có thấy cái bước đi của con igu chưa? Nó ngầu, nó đi, nó gồng, nó kền, cơ bắp nó phát triển đó. Thì ý mình muốn nói là khi mà chúng ta tạo cái môi trường sống tốt cho nó, phù hợp với nó, cho nó khỏe mạnh, cho nó thoải mái, cho nó có cái lửa đồ này nọ, thì chúng ta sẽ thấy hết được cái khả năng, cái nét đẹp của nó, cái tố chất của nó đó. Thì bên kiến cũng vậy thôi. Tất nhiên là có thể là chúng ta nuôi cái môi trường bình thường ở ngoài, nhiệt độ bên ngoài nó 30+ độ thì con kiến nó vẫn sống, nhưng mà có thể là nó không thoải mái, nó không happy, nó không lên hour nhiều, nó ăn hoặc là nó rút ở dưới nét, nó rút hoài trong đó. Cho nên là mình nghĩ việc mà chúng ta chăm sóc một cái con pet nào đó và chúng tạo một cái môi trường tốt nhất cho nó là một cái điều nên làm, rất là nên làm đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu con pet đó hơn và con pet đó nó happy hơn, thì mình sẽ luôn như vậy đó. Thì bởi vậy nhiều khi quay trên mạng có những cái mình thấy nó rất là ok luôn, không phải mình nữa, những người khác rất là tốt luôn. Nhưng mà vẫn có những người ta vô người ta cũng phải chọc gậy bánh xe nói chút. Mình cũng lúc đầu mình cũng khó chịu, nhưng mà sau này mình cũng không quan tâm đến nó nữa. Nhưng mà sẵn ở đây mình chia sẻ với các bạn, trong con pet nào cũng vậy, cố gắng tạo điều kiện sống tốt nhất cho nó. Đối với con cá con gì thì cái môi trường nước là phải sạch sẽ, độ pH nó phải đúng chuẩn ABCD, chứ không là cá nó ngẫm liền. Chúng ta chơi trên cạn nó rất là dễ, nhưng mà chơi với nước á, mấy con dưới nước á, là mấy cái độ cân bằng đó mà lệch chút xíu, gặp con nào khó chịu là nó đi bụi liền. Ok, thôi lái qua đây chút xíu rồi quay lại con kiến đi. Thì đối với dòng kiến này, anh em đang coi livestream thì có cái gì hay ho có thể chia sẻ với mình với. Này mình sẽ hỏi bạn chủ nhân nó, bây giờ mình sẽ cho vô tăng như thế nào, rồi cái hạt này mình sẽ bỏ bao nhiêu đây. Như trong đây mình thấy là có hạt sẵn nè, và có vẻ là cũng hơi khô rồi đó. Thì cái này là do bạn Hoàng gửi mình hôm qua rồi, nhưng mà hôm nay mình có ngày quay, mình chờ để quay cho anh em coi. Mấy trăm anh em đang coi livestream nè? 50 mấy anh em. Biết có anh em nào mà có đang sở hữu dòng này, có sự trải nghiệm rồi, có thể chia sẻ thông tin không?
Đúng thiệt là cái tủ Walker này rất là nhiều size, từ 3mm cho tới 14mm, rất là đa dạng luôn. Này cũng nhiều, cũng đông vui á. Thì kế hoạch của mình là chiều nay chắc mình hôm bữa cái bầy Chabonicate của mình nó đi bụi các bạn, đi bụi rồi. Chắc về mình sẽ dùng cái tăng mấy cái ống nghiệm đó để mình cho mấy em bút này vô. Ờ cái này nó cũng đúng rồi, cái này đúng rồi, mình sẽ ghim nó vô cái, không biết cái vòng tròn này nó bằng, sẽ ghim nó vô cái, mình rút một ống ra mình ghim cái này vô là nó ok luôn. Để chiều nay mình sẽ cho một bạn Dubia vô thử coi tụi nó bào không. Thì theo đọc ở đây là con queen nó rất là cần, cần rất là nhiều protein để mà sản sinh ra trứng á. Anh em im ghê luôn hả? Nói không đi quay. Nói gì quay bò sát đi anh. chúc anh luôn phải mạnh tới bữa đam mê cho anh em Lê Thiện. Cảm ơn em Lê Thiện. Chào idol Dũng. Muốn nuôi bất cứ loài nào thì mình cũng phải có hiểu biết và kinh nghiệm, phải không chú Phú An? Đúng rồi con, muốn nuôi ngày cái gì đó mình cũng phải phải tìm hiểu chứ. Nói chi bản thân mình, giờ bản thân mình là con người mới biết tự chủ cái nè. Mình đang, ví dụ mình đang sống ở miền Nam, mình ra miền Bắc, mình cũng phải đối mặt với cái thời tiết khí hậu nó khác. Cho nên là bản thân mình bước đầu, ví dụ mình ra ngoài Hà Nội hoặc là khu vực phía Bắc đó, thì có thể là mình sẽ bị một vài chứng bệnh về hô hấp, do ngoài đó lạnh hơn, nóng hơn hay là ẩm hơn. Anh em ngoài miền Bắc mà vô miền Nam thì cũng sẽ bị những cái phản ứng do chúng ta chưa có quen. Nói chi là con vật, nhưng con vật nó ở một cái gọi là một cái quốc gia, một cái vùng lãnh thổ khác, nó về đây thì chúng ta vẫn phải tạo điều kiện đúng cho nó chứ. Chứ còn rồi á, ví dụ chúng ta tạo điều kiện đúng và từ từ theo thời gian nó sẽ thích nghi từ từ, chứ không thể nào mà nó đang ở cái môi trường nó vậy, chúng ta kéo về cái môi trường chúng ta rồi chúng ta kêu thích nghi đi thì nó chưa kịp thích nghi nữa là nó đầu thai rồi, nó chưa kịp làm anh hùng nó thành liệt sĩ rồi. Chưa có cống hiến gì cho mình nó đã đi bụi rồi hả. Thì chúng ta nuôi con gì cũng vậy, chúng ta phải tìm hiểu cái môi trường sống của nó, như vậy tụi nó mới happy được. Bạn Trần Hùng nói Sunata cho anh thức ăn nào vậy anh? Sunata xe máy em. Xe máy cái... Đây Sunata là cái này. Sẵn này có đồ chơi giới thiệu luôn. Đây nếu mà Sunata đó mà size dưới 10cm á, thì anh em cho ăn gói này ha, gói này là gói VIP. Đây là dành cho... Mình để hai cái hình ở đây nè, là cho hai đối tượng này, iguana và rùa cạn. Rùa cạn nói chung luôn nha, đều ăn được cái này tốt. Thì thành phần trong này là rất là nhiều chất xơ và vitamin tổng hợp và canxi cân bằng. Thì cái này là dành cho size dưới 10cm. Cái này là dành cho size trên 10cm. Cái thành phần dinh dưỡng trong cái này nó khác nhau à, tại cái này nó tùy theo cái lỗ cái size, cái lứa tuổi á. Nhỏ thì cái nhu cầu nó ít hơn, lớn thì nó cần nhiều hơn. Còn nếu mà từ 20cm trở lên á thì sẽ cho ăn gói này đó. Thì ba cái size hạt. Đối với rùa cạn á thì mình khuyên anh em là nên cho ăn cái là dạng hạt nha, đừng ăn dạng bột, tại dạng bột nó không được bao nhiêu á. Cái này là dạng bột đây, nhưng mà cái này dành cho rùa vẫn được, nhưng mà chủ yếu là cho igu, mà nó theo cái kiểu mà tập ăn thôi, tập ăn cho nó quen mùi thôi, chứ là ăn cái hạt thì vẫn là tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất, và nó tiết kiệm nhất. Nó tiết kiệm ở đây là cái hạt này nếu anh em đổ ra chén mà nó ăn không hết á, mà không dính nước á, thì qua ngày mai, ngày mốt, ngày kia, tuần lễ sau vẫn ăn bình thường, chứ nó không có bị hư luôn. Còn cái bột này á, anh em phải rắc lên rau, rau nó phải ẩm ẩm để cho cái bột này dính lên cái rau, cho nên là qua ngày mà nó ăn không hết là phải bỏ đi đó. Thì nó là vậy thôi. Không biết là rùa của em là size bao nhiêu. Dưới 10cm thì ăn gói này, dưới 20cm thì ăn gói này, trên 20cm thì ăn gói này. Hai gói này là 100.000 một gói 200g. Gói này có trọng lượng là nửa ký, tức là 500g á, thì giá nó là 250 nha. Ok. Có anh em nào có thông tin gì muốn chia sẻ thêm không? Quay trở lại rồng Nam Mỹ. Rồng Nam Mỹ mà rẻ nhất á,
Có nghĩa là chúng ta gọi là cơ bản nhất đi, cơ bản nhất là green, green salad cây á, thì nó đâu đó khoảng 500-600k, ngoài thị trường nó bán 500-600k một bé. Đó là cơ bản nhất. Rồi xong green là tới red, red là 800 một triệu. Thì đó giá trên thị trường mà mình biết thì mình chia sẻ cho anh em thôi, chứ mình không có bán nha anh em. Thì giống như mình có từng nói, mình dự kiến là trong tương lai chắc kiến này, tại vì các bạn trẻ mới lớn lên thì mình thấy là các bạn trẻ đó là có khả năng mà đọc thông tin và cái khả năng về tiếng Anh ngôn ngữ rồi nó tốt. Cho nên là mình nghĩ vài năm tới cái bộ môn côn trùng kiến này sẽ phát triển do cái lứa của các bạn ở dưới lên. Đó, các lứa dưới thì có khả năng tiếp cận với cái nguồn thông tin từ nước ngoài nó tốt hơn là cái lứa già giống như mình. Cái cơ bản nhất là cái trình độ Anh văn của các bạn cũng tốt hơn. Đó thì sẽ mình nghĩ nó sẽ phát triển rồi từ từ sẽ có đông đảo người chơi. Thì lúc đó chúng ta trao đổi được nhiều hơn. Đó. Còn bây giờ thì cũng chắc ít người biết tới cái bộ môn này. Vẫn còn lạ lẫm lắm. Con này, mặc dù con này nó đã tồn tại ở Việt Nam mình 15 năm, được chơi, mọi người chơi rất là nhiều và cũng có nhiều thành tựu về nó rồi, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người chưa biết con này là con gì. Thì chừng nó nói tới con kiến. Con kiến thì nó cũng mới phát triển đây thôi. Con queen này nó, cái dòng này con queen nó cũng đẹp, thấy nó cái đầu nó hơi đỏ đỏ. Cái đầu tụi này nó hơi đỏ đỏ, cái đuôi nó cũng có cái độ bóng nhất định ha anh em ha. Mốt tới cái thời điểm mà nó ngủ đông thì không biết xử lý sao đây. Mà không biết là bỏ qua cái thời điểm ngủ đông luôn thì có được hay không. Thì ok, chắc chúng ta sẽ coi như là kết thúc cái clip ở đây ha. Rồi mình sẽ cho bé nó về nhà, mình sẽ cho bé nó vô tăng. Rồi mình sẽ cho uống nước cho này nọ, cho nghỉ ngơi. Chắc cũng chưa cho ăn vội. Nó mới về nhà mới thì chắc mình thường thường khoảng 48 tiếng sau thì sẽ cho nó ăn. Đó, thì trước mắt mình nhét vô để cho nó uống nước rồi nó thoải mái đồ này nọ. Thì khi mà mình cho nó vô tăng xong hết rồi, mình sẽ làm một cái clip khác kỹ hơn để cho cập nhật cái tình hình cái đàn kiến nó đã ổn định trong một cái môi trường mới ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ giao lưu tiếp. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Rất mong là sắp tới sẽ được mọi người đón nhận những cái sản phẩm mới của Nam Ngô Farm cũng như là Nam Nonne. Bye bye.